Tin từ Massachusetts cho biết là tượng Đức Mẹ Maria ở nhà thờ Boston đã bị đốt cháy. Sở cảnh sát của Boston đang tiến hành một cuộc điều tra về vụ đốt phá bức tượng Đức Mẹ Maria Đồng Trinh tại một nhà thờ ở khu phố Dorchester của thành phố Boston. Tối ngày thứ Bảy vừa qua, nhân viên của sở cứu hỏa đã có mặt tại nhà thờ giáo xứ St. Peter, xác nhận là có một kẻ lạ mặt đã đốt chùm bông hoa bằng nhựa đặt trong tay của bức tượng Đức Mẹ, khiến cho mặt và thân trên của bức tượng bị cháy xém. Giáo xứ đã dựng bức tượng này 75 năm trước đây để chào đón những người lính trở về bình an sau đệ nhị thế chiến và tưởng nhớ những người đã bỏ mình trong cuộc chiến này. Linh mục John Curry, chính giáo xứ Thánh Phêrô, đã nói với đài truyền hình WCBB của Boston cho biết rằng có nhiều bạo loạn, chúng ta hy vọng ngay cả sự việc này như là một lời mời gọi của Thiên Chúa nhắn gửi cho chúng ta hãy tiếp tục tìm kiếm sự hòa giải, hiệp nhất và an bình. Cha John Curry đã có một buổi cầu nguyện trước bức tượng. Cha nói rằng người đốt phá bức tượng này chắc hẳn phải là một người không có bình an vì nhìn vào bức tượng Đức Mẹ như là mẹ đang từ trời nhìn xuống đàn con yêu dấu và mẹ nói rằng mẹ yêu thương chúng con và nếu bất cứ ai cần tới sự giúp đỡ hãy đến cùng với chúng tôi ở đây để nâng đỡ bạn. Tổng giáo phận của Boston cũng ban hành một tuyên bố, kẻ đã đốt tượng Đức Mẹ chắc hẳn là người không có tâm hồn bình an và đã xúc phạm tới thánh tượng của mẹ. Mẹ Maria là một thụ tạo khiêm hạ đại diện cho các thụ tạo. Mẹ là sự kết tụ những gì tốt đẹp và tinh khiết của trần thế chúng ta và chúng tôi tin tưởng vào cơ quan thực thi pháp luật địa phương để điều tra về vấn đề này. Chúng tôi cầu nguyện cho người đã làm điều này. Sở cảnh sát ở địa phương Boston cũng đã ra thông báo xin những ai biết về nguyên cớ hay tình nghi kẻ phá hoại này thì liên lạc với văn phòng cảnh sát tại thành phố Boston.